muốn được xong, mình không được tham 50, 100, 200 triệu gì đó, xuống luôn, đừng có tham ô vàng, bởi vì nó hết xong thì sao ạ? Thì nó phải quay về cái việc đó là thị trường người mua thật, mà mua thật thì nó đánh kèo cũng bỏ tiền tranh, nó sẽ mua hàng chủ đầu tư. Các anh chị em mình không ạ? Vậy thì mình phải chờ đợi một thời gian là chủ đầu tư họ ra hết hàng. Các chị em mình không ạ? Ra hết hàng rồi lúc đó mình mới ra hàng để mình bán dựa trên cái giá trị thực lại thích lợi. Chứ còn lúc đó mà nhiều anh chị đầu tư sai, bởi vì mua xong rồi lúc kêu anh chị rồi cái căn này tranh bán không? Anh không bán đâu, anh muốn tranh nữa không? Tranh nữa thì sao? Phải để đầu tư hết hàng đi, đúng không ạ? Đó là nguyên tắc bán hàng mà. Giờ xong rồi bảo anh tranh cái căn này 100 triệu ấy, có lấy không? Có bán không? Không bán. Đến khi xong rồi đó, nó qua hết rồi xong, sẽ biết nó đi xong canh đó. Nó đi xong trong vòng 10 ngày luôn. Là chị là phải muốn mục ra là một tiền. Thế xong bắt đầu là không bán. 10 ngày sau, đến sau nó là gì ạ? Nó hết cái sóng nước rồi. Lại quay lại kêu, em bán cho anh, cái bán cho anh này. Sao bán nổi? Mọi người hiểu không ạ? Vậy thì sao? Chờ nó ra hết hàng đi. Rồi sao? Đến cái lượt tiếp theo đó là hàng chính nhượng, là thị trường, là giá mới.